Có nhiều thông tin cho rằng bà bầu ăn gan thường xuyên, nhất là trong 3 tháng đầu của thai kỳ, sẽ làm tăng nguy cơ dị tật thai nhi. Mặc dù là một loại thực phẩm chứa nhiều vitamin A, protein và nhiều loại chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, nhưng gan lại bị nhiều mẹ bầu cho vào danh sách những món không nên ăn, thậm chí là cấm tuyệt đối trong suốt 9 tháng mang thai. Liệu điều này có đúng, bà bầu có nên ăn gan lợn? Hãy cùng tìm hiểu ngay thông tin dưới đây nhé! 1. Giá trị dinh dưỡng của gan. Trung bình, 84g gan sẽ cung cấp cho cơ thể khoảng 60-72 microgram vitamin B12, đáp ứng đủ, thậm chí vượt mức nhu cầu tiêu chuẩn 2,6 microgram một ngày theo khuyến cáo. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, B12 là nhân tố cần thiết trong quá trình hình thành các tế bào máu, duy trì hoạt động của hệ thần kinh trung ương. Quan trọng hơn, bổ sung đủ vitamin B12 trong thời gian đầu mới mang thai sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ dị tật ống thần kinh. Bên cạnh đó, gan còn giúp giảm nguy cơ thiếu máu. Vừa bổ sung sắt, gan còn bổ sung đồng, là thành phần chức năng của một loạt các enzyme trong cơ thể, giúp chuyển hóa năng lượng, chuyển hóa sắt, tổng hợp collagen. Để duy trì một cơ thể khỏe mạnh, bà bầu cần bổ sung 0,9 microgram đồng trong thực đơn mỗi ngày của mình. Không chỉ vậy, gan còn giúp cơ thể bổ sung protein để đáp ứng nhu cầu protein nuôi dưỡng của cơ thể mẹ và hỗ trợ cho quá trình phát triển của thai nhi. Mỗi ngày mẹ bầu cần khoảng 1 gram protein cho mỗi cân trọng lượng của cơ thể mình. Trung bình, cứ mỗi khẩu phần gan, bà bầu sẽ cung cấp cho cơ thể khoảng 21-26g protein, đáp ứng 2/3 nhu cầu protein cần thiết mỗi ngày. 2. Vậy mẹ bầu có nên ăn gan? Với những giá trị dinh dưỡng cao mà gan mang lại, chắc chắn các mẹ bầu không nên bỏ qua món ăn này trong thực đơn của mình. Tuy nhiên, gan cũng là một bộ phận tập trung nhiều độc tố và ký sinh trùng, có thể gây hại cho người dùng nếu không được chế biến đúng cách. Vì vậy, khi lựa chọn thực phẩm này cho bữa ăn của mình, các mẹ cần phải hết sức lưu ý trong quá trình làm sạch. Có thể dùng các dung dịch như giấm trắng, nước muối, sữa tươi không đường, ngâm và rửa sạch gan trong khoảng 1 tiếng. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyến cáo bà bầu không nên ăn gan quá nhiều trong thời gian mang thai, nhất là trong 3 tháng đầu, bởi hàm lượng dinh dưỡng trong gan khá cao, vượt quá mức dinh dưỡng cần thiết mỗi ngày. Thậm chí chỉ với 85g bò đã cung cấp được khoảng lượng vitamin A gấp 12 lần nhu cầu vitamin A cần thiết mỗi ngày. Không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bà bầu, theo các chuyên gia, thừa vitamin A có thể gây dị tật thai nhi bẩm sinh. Ngoài ra, nguy cơ dư thừa cholesterol xấu trong cơ thể cũng là nguyên nhân các chuyên gia khuyến cáo bà bầu nên hạn chế ăn gan trong thời gian mang thai. 3. Bà bầu nên ăn gan như thế nào? Bà bầu chỉ nên ăn một lượng gan vừa phải để bổ sung dinh dưỡng nhưng không gây hại cho thai nhi. Tốt nhất, mỗi tuần chỉ nên ăn từ 1 đến 2 lần, mỗi lần chỉ nên ăn trong khoảng 50g. Đặc biệt, những mẹ bầu có bệnh cao huyết áp, mỡ trong máu tuyệt đối không nên ăn gan. Hơn nữa, khi chế biến món gan, mẹ bầu nên rửa sạch và nấu chín hẳn để loại bỏ các loại vi khuẩn, ký sinh trùng gây hại. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ bầu đã giải đáp được thắc mắc có nên ăn gan trong thai kỳ hay không. Dù là thực phẩm có chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng các mẹ hãy nhớ không nên quá lạm dụng và sử dụng một cách hợp lý trong bữa ăn của mình nhé. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh.